Diễm Thi và Trang Như kính chào quý khán thính giả với bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do. Xin mời quý vị đến với bản tin trang thứ tư ngày 1 tháng 5 với một số tin tức đáng chú ý. Lãnh đạo Đà Nẵng phản đối Trung Quốc đưa du khách đến Hoàng Sa. Nhiều công ty thời trang quốc tế đề nghị giúp bồi thường gia đình nạn nhân ở xưởng may rằng là đất. Thưa quý vị, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng hôm qua đã mạnh mẽ phản đối hành động của phía Trung Quốc đưa du khách đến tham quan khu vực quần đảo Hoàng Sa tại Biển Đông. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Văn Hữu Chiến khẳng định quần đảo Hoàng Sa là một huyện đảo của thành phố Đà Nẵng, một bộ phận không tách rời của lãnh thổ Việt Nam. Hành động của Trung Quốc đã xâm phạm chủ quyền của Việt Nam, gây bất bình đối với chính quyền và nhân dân Đà Nẵng. Ông Chiến phản đối mạnh mẽ hành động phi pháp đó và yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay việc tổ chức du lịch cũng như các hoạt động khác tại quần đảo Hoàng Sa. Cùng ngày, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị cũng đã khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam tại Hoàng Sa. Bộ Ngoại giao Việt Nam yêu cầu Trung Quốc phải chấm dứt những hành động mà Việt Nam cho là phi pháp tại Hoàng Sa. Hoa Kỳ tham dự cuộc họp cấp bộ trưởng thứ 7 của cộng đồng dân chủ vừa diễn ra từ 27 đến 29 tháng 4 tại thủ đô Ulaanbaatar của Mông Cổ. Phái đoàn Hoa Kỳ do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao William J. Byrne dẫn đầu. Hội nghị quốc tế này được tổ chức 2 năm một lần, quy tụ những nhân vật cấp cao về cổ suý và thúc đẩy dân chủ và xã hội dân sự trên thế giới đến tham dự. Hội nghị có mục đích xem xét việc ủng hộ và đẩy mạnh tiến trình chuyển đổi dân chủ khắp toàn cầu. Phiên khoáng đại diễn ra với các chủ đề về cung cách quản trị mở, chuyển đổi chính trị, các vấn đề về phụ nữ và dân chủ cũng như những mối đe dọa đối với xã hội dân sự. Các cuộc họp nhóm của hội nghị bao gồm các chủ đề như giáo dục về dân chủ, chống tham nhũng, các bài học và thách thức từ các mạng hoa lai, tự do báo chí và mạng online. Hội nghị khoáng đại kỳ này đánh dấu một cột mốc chuyển biến của cộng đồng dân chủ dưới hình thức đổi mới và hành động để đẩy nhanh dân chủ cũng như tăng cường xã hội dân sự khắp toàn cầu. Nhân vật đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia Thái Lan, Đại tướng Paradon Patanathabut cho biết cuộc đàm phán với phe dân quân nổi dậy Mặt trận Giải phóng Quốc gia BAN đã không đạt được kết quả. Phía chính phủ cũng bác bỏ yêu sách đòi tự trị của phe nổi dậy Cuộc đàm phán kéo dài trong 10 giờ tại thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia vào hôm 28 tháng 4 vừa qua nhằm chấm dứt tình trạng bạo lực tại miền cực Nam Thái Lan. Mặt trận giải phóng quốc gia muốn Malaysia làm người trung gian, nhưng chính phủ Thái Lan từ chối. Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Thái Lan cho rằng cuộc đàm phán không thất bại, song cả hai phía không đạt được điều gì. Miến Điện đang thực hiện chính sách ổn định và phát triển tại Rang Khai ở miền Tây, vốn bị thiệt hại nặng nề do bạo loạn gây ra. Chính quyền ưu tiên cung cấp chỗ ở cho hàng chục nghìn người là nạn nhân vụ bạo loạn, đặc biệt là trước khi mùa mưa sắp tới. Cùng lúc, Ủy ban nhà nước điều tra xung đột tại Raakhai do chính phủ Miến Điện chỉ định đã đề xuất một số sáng kiến nhằm giải quyết triệt đề nguy cơ tái diễn bạo loạn, khuyến khích hai cộng đồng ở bang Raakhai cùng chung sống hòa bình với nhau, không gây ra căng thẳng và xung đột. Ngoài ra, báo cáo của ủy ban cho biết cuộc xung đột xảy ra hồi năm ngoái ở bang Raakhai đã khiến 192 người thiệt mạng. 265 người bị thương, 8.614 ngôi nhà bị cháy và 100.000 người phải rời bỏ nhà cửa. Hiện có hơn 3,3 triệu người đang sinh sống tại bang Rakhine. Bắc Triều Tiên từ chối lời đề nghị của một nhóm doanh nhân Hàn Quốc muốn đến khu công nghiệp chung Ka Son để đàm phán về tương lai khu công nghiệp này. Khoảng 10 lãnh đạo doanh nghiệp có công ty đặt tại Ka Son đã cố gắng tiếp cận khu công nghiệp nhưng không thực hiện được chuyến thăm trước thái độ im lặng của Bình Nhưỡng. Tin cho hay, sau khi 43 nhân viên Hàn Quốc rời khỏi Ca sáng hôm qua, hiện ở Ca chỉ còn lại 7 người Hàn Quốc ở lại để giải quyết nốt các thủ tục hành chính liên quan đến thuế và lương chưa được trả khi còn làm việc tại khu công nghiệp chung này. Và cuối cùng thưa quý vị, Bangladesh hôm qua lên tiếng biện hộ cho quyết định từ chối trợ giúp từ nước ngoài cho thảm họa sập xưởng may ở ngoại ô thủ đô Dhaka hồi hôm thứ tư tuần trước khiến 388 người thiệt mạng tính đến lúc này. Bộ trưởng Nội vụ Bangladesh Mutas Ahmed cho biết nhu cầu trợ giúp tức khắc của nước ngoài là không cần thiết vì các hoạt động cứu hộ đã đủ. Trong khi con số nạn nhân chết do vụ sập nhà vẫn tiếp tục tăng lên, chính phủ Bangladesh cũng đang phải đối mặt với một loạt các chỉ trích của quốc tế về vụ giải quyết thảm họa này. Một số công ty thời trang danh tiếng của Anh, Canada có hàng đặt may tại các xưởng may bị sập đã đưa đề nghị bồi thường cho các gia đình nạn nhân. Các bác hàng Mango của Tây Ban Nha và Benetton của Ý vốn đặt may tại tòa nhà bị sập cũng đang chịu sức ép phải tham gia đóng góp. Quý vị vừa theo dõi bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do. Tất cả các chương trình của chúng tôi được đăng tải và lưu trữ tại địa chỉ arpatiếngviệt.net. Nếu bị tường lửa ngăn cặn, mời quý vị vào địa chỉ châu tự do info Quý vị cũng có thể xem chương trình của chúng tôi bằng điện thoại di động tại địa chỉ vietnamese.rfa.org. Dũng Thi và Trang Như xin kính chào tạm biệt quý vị.